đang được điều tra. Hai nhóm học sinh hẹn nhau hỗn chiến nhưng cơ quan công an đã ngăn chặn kịp thời. Vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vào tối qua tại khu vực thuộc phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, hàng chục thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập để chuẩn bị hỗn chiến. Nhận được tin báo, hàng trăm cảnh sát tiến hành dây ráp nên nhóm đối tượng dứt hung khí bỏ chạy. Tuy nhiên có 29 người, chủ yếu là học sinh, đã bị khống chế đưa về trụ sở công an. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí và xe máy. Hai nhóm học sinh này đã xảy ra mâu thuẫn khi nợ tiền nhau nên hẹn ra địa điểm trên để hỗn chiến. Sau khi kiểm tra, có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ để xử lý. Còn ở thành phố Đà Lạt, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập quậy phá bằng xe mô tô gây mất an ninh trật tự đã bị bắt giữ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ 15 phương tiện xe máy cùng 8 đối tượng ở khu vực Hồ Tuyền Lâm. Hầu hết các phương tiện đều là xe phân khối lớn.